các bạn đã quay trở lại với bản tin của ANT News. Có thể nói rằng, Chipu đã thể hiện mình rất tốt tại show đạp gió 2023 và bằng chứng là các tiết mục của team cô đều giành số điểm cao và cá nhân Chipu thì cũng liên tục thăng hạng. Nhưng có thể nói rằng, Chipu cũng gặp rất nhiều bất lợi khi tham gia show đạp gió 2023 bởi cô phải trình diễn ở nơi không phải là Việt Nam. Hơn nữa, vốn tính chung của cô còn rất hạn chế. Và mới đây, hình ảnh Chipu khóc trong hậu trường vì áp lực tại show Trung Quốc đã khiến cho netizen rất lo lắng cho cô nàng. Chi tiết ra sao, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Trong tập mới nhất Đạp gió 2023 được phát sóng, hình ảnh Chipu vừa đi vừa khóc nước nở khiến khán giả không khỏi lo lắng cho nữ ca sĩ. Đây là lần đầu tiên tôi không tự tin vào chính mình, Chipu trải lòng. Nhiều khán giả cũng đã gửi lời khen, động viên đến Chipu cho các vòng tới bởi tính đến thời điểm hiện tại, qua mỗi màn trình diễn, nữ ca sĩ đều mang đến một sân khấu mới mẻ, ấn tượng. Cụ thể, ở vòng công diễn 3 này, Pu sẽ về trung đội với Lý Gia Mân Tử và Ngô Thiến. Cả ba sẽ trình diễn ca khúc Muốn đi biển của Phùng Đề Mạc. Được biết, ca khúc sôi động với phần lời tươi vui này từng trở thành hit khi ra mắt ở Trung Quốc. Pu luyện tập rất chăm chỉ ngay trong những ngày đầu tiên chuẩn bị cho vòng công diễn 3. Dù vậy, cô gặp không ít áp lực. Tính chung không phải thế mạnh của Chipu. Thêm vào đó, phần lời bài hát mới quá khó, phải hát ở nhịp điệu nhanh khiến cô gặp khó khăn trong việc xử lý ca khúc này. Quá nhiều bản demo của ca khúc khiến mình rất lo lắng và áp lực, ca khúc này có rất nhiều từ vựng mới, phải hát thật nhanh và phát âm đúng, thậm chí có lúc tôi không biết phải xử lý sao trong ca khúc này, Chipu chia sẻ. Ngô Thiến cũng cho hay, đối với Chipu, thực sự ca khúc này khó vì nhịp độ rất nhanh và hơn nữa, đây là ca khúc buộc cô ấy phải hát tiếng Trung một lần nữa. Để giải tỏa áp lực, giọng ca anh ơi ở lại lập tức sang phòng của đội La đang luyện tập để cầu cứu. Thấy người em lo lắng, cung Lâm Na và La nhanh chóng chạy đến ôm lấy cô và hỏi thăm. Khi hiểu vấn đề Chipu đang gặp phải, các tỷ tỷ động viên nữ ca sĩ hoàn toàn có thể làm được. La và các tỷ tỷ còn đưa Chipu về tận phòng tập, xem cả nhóm luyện tập cùng giảng viên để động viên tinh thần. Càng về sau, áp lực thi đấu và trình diễn càng đè nặng lên vai của những người đội trưởng. La, Amber và cả Chipu đều có những giây phút vô cùng căng thẳng. Trong tập mới nhất, hình ảnh Chipu vừa đi vừa khóc nức nở ở hậu trường khiến khán giả không khỏi lo lắng cho cô. Chipu đã luôn thể hiện mình rất tốt tại đạp gió 2023 dù gặp nhiều bất lợi. Ở tập 4 của đạp gió 2023, Chipu xuất sắc giành vị trí thứ tư với tổng 149 điểm, chỉ xếp sau Tạ Na, Amber và Chu Châu, tăng 3 bậc so với tuần trước đó. Với hạng tư, Chipu đứng trên nhiều tên tuổi đình đám như Eola, SSI hạng 5 với 131 phiếu, Thái Thiếu Phân hạng 9 với 118 phiếu, xã Tịnh Văn, Chu Cha Phòng công diễn 3 có 3 đội liên minh và 6 bài hát được trình diễn. Ngoài việc trình diễn với nhóm, ba đội trưởng còn có sân khấu kết hợp. Tại công diễn 3, Chipu lần đầu tiên nhận trọng trách làm đội trưởng dẫn dắt hai thành viên. Tại công diễn 2, Chipu lần đầu tiên nhận trọng trách làm đội trưởng dẫn dắt hai thành viên là Cung Lâm Na, Lưu Nhã Sắt và đã xuất sắc vượt qua màn công diễn 2. Độ của Chipu có phần trình diễn ấn tượng với ca khúc Rosemary, bản hit của Châu Kiệt Luân. Trong đó, Chipu đã đu dây và nhào lộn trên độ cao 8m, khiến khán giả và các tỷ tỷ không khỏi trầm trồ. Chipu không chỉ xinh đẹp, dễ thương mà các tỷ tỷ trong show đạp gió còn đánh giá cao sự nỗ lực, chăm chỉ của đại diện duy nhất từ Việt Nam. Cùng Lâm Na chia sẻ, tôi nghĩ Chipu là một ngôi sao toàn diện, em ấy có thể hát và nhảy, cũng diễn xuất rất giỏi. Có thể nói, các phương diện từ ngoại hình, vũ đạo, nhạc cảm, ngữ điệu của em ấy khi kết hợp lại đều rất tốt. Quan trọng là Chipu là người vô cùng nỗ lực và có tinh thần kỷ luật cao. Theo như tôi thấy, mỗi ngày em ấy duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi rất khoa học, ngủ sớm và dậy sớm. Ngoài ra, Chipu còn vô cùng chăm chỉ, vui vẻ, rạng rỡ và tích cực. Màn thi đấu các đội ở vòng công diễn 3 của đạp gió 2023 sẽ lên sóng vào 11 giờ trưa thứ 6 ngày 9 tháng 6 và thứ 7 ngày 10 tháng 6. Cùng tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho Chipu tiến sâu vào vòng sau các bạn nhé!